Kênh là TK Bonsai, mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay kênh trở lại nhà vườn của anh Bản ở Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp để review giao lưu với quý cô chú anh chị một số mặt hàng phôi trang, nhiều mặt hàng đa dạng khác nhau nha quý cô chú anh chị. Bây giờ mình sẽ gặp anh Bản để xem hôm nay anh sẽ giao lưu với chúng ta những cây gì ha. Rồi chào anh Bản ơi. Kính chào bà con đang xem kênh là TK Bonsai. Hôm nay nhà vườn em có một số cây muốn giao lưu cùng bà con. Bà con nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0768 988 058 gặp Bản. Địa chỉ của em là ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Em xin đi vào cây số 1. Rồi giao lưu bà con là cây phôi của trang đỏ siêu mini. Cái này ca tường rất là khỏe. Để xây dòng ra. Báo thông số rồi, rồi em xin báo thông số cho bà con nắm. Cây này chỗ cái hoành em đo là 10 cm, chiều cao cây này là cỡ 15. Rồi giao lưu bà con cây này có giá là 250.000, 250k, bên em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục giao lưu bà con cây mã số 2. Cái trang dáng bay rất là đẹp, rễ còn sâu dưới bà con ơi. Rồi em xin báo thông số cho bà con nắm. Cây này chỗ em đo là khoảng quanh cỡ 12, bay nó là cỡ là 11. Cây ra được rất là khỏe bà con, về bà con chỉ là thay chậu chăm sóc sửa thôi. Rồi cây này giao lưu bà con với giá là 270k. Rồi tiếp tục giao lưu bà con cây số 3. Cũng là một cây trang. Rồi em xin báo thông số cho bà con nắm. Cây này chỗ em đo là hoành nữa 11. Cái tàn nó là khoảng ngang nó là chưa được bự. Chiều cao cây này là tới chậu là khoảng 11. Rồi giao lưu bà con cây này có giá là 220k. Rồi tiếp theo mã số 4. Một cây trang dáng bay. Rồi em xin báo thông số cho bà con nắm. Chị em đo là cây này khoảng 9 gần 10 bà con. Chiều bay nó là cỡ 15. Cao nó là khoảng 10 cm. Rồi giao lưu bà con cây có giá là 240k. Tiếp tục giao lưu bà con mã số 5. Em xin báo thông số cho bà con nắm. Quỳnh thân cây này là khoảng chừng 10. Cao nó là cỡ 13. Rồi cây này bên em giao lưu bà con có giá là 200k. Tiếp theo là cây mã số 6. Là cây trang. Rồi em xin đo cái thông số cho con nắm. Cây này chủ quần em đo là phải chừng 10 cm. Cao cây này là cỡ 12. Rồi bên em giao lưu bà con cây này cũng giá là 200k. Tiếp tục là cây mã số 7. Cây đang có trượt rất là khỏe, cây sống mạnh rồi bà con. Rồi em xin đo thông số cho bà con nắm. Cây này cái hoành thân là 9. Chiều cao cây này là cỡ 12. Giao lưu bà con cây này giá cũng là 200k. Tiếp theo mã số 8, cây trang đỏ dáng bay, rễ còn rất là sâu dưới bà con, thì bà con moi rễ lên.
trên chậu rất là đẹp. Em báo thông số cho con nắm. Chứ em đo là cây hoành nó có 10 bà con. Đổ nó cỡ 12. Rồi giao luôn bà con, cây này có giá là 210k. Rồi tiếp tục giao luôn bà con cây mã số tiếp theo. Cũng là một cái trang dáng bay rất là đẹp, được rất là tốt. Rồi em xin báo thông số cho bà con nắm. Cây này chỗ em đo là cỡ 14 bà con. Cành bay này là khoảng dừng cũng 14 luôn. Cây này giao lưu với bà con là giá là 280k. Rồi tiếp theo mã số 10 cũng là một cái trang dáng bay rất là đẹp. Rồi em xin báo thông số cho bà con nắm. Chứ em đo là gần 12 bà con. Cành bay nó là cũng cỡ 12, 13. Rồi cây này có giá là 230k. Rồi tiếp theo giao lưu bà con mã số 11 là cây hồng ngọc mai. Cây này bên em đã vào dây mụn nước rồi. Về bà con chỉ là thay chậu và chăm sóc thôi. Rồi em xin báo thông số cho bà con nắm. Chỗ em đo là cây này hoành thà ghế là khoảng 26. Hoành thân nó là cỡ bằng đầu bút lông rồi bà con. Em đo chiều cao. Cao cái này là cỡ 30. Tán ngang nó là cỡ 24. Giao lưu bà con cây có giá là 280k. Bên em bao ship. Rồi tiếp tục mã số 12 cũng là cây hồng ngọc mai. Cây đang ra hoa. Cây bên em rễ còn rất sâu bà con. Rồi em xin báo thông số cho bà con nắm. Chỗ em đo là cây này chỗ này khoảng 25. Thân nó gì cỡ đầu bút lông nhỏ nè bà con. Chiều cao cây này là cỡ 30. Tán ngang cây này là cỡ 25. Giao lưu bà con cây này có giá là 220k. Bên em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo mã số 13 cũng là một cây hồng ngọc mai. Cây này em cũng đã gieo dây bột nước rồi. Đang phát triển rất là tốt. Cây rễ rất là đẹp. Rồi em xin báo thông số cho bà con nắm. Chỗ này hoành em đo là cây này cỡ 32 bà con. Cái thân cây này nó ngang ngửa đầu dưới bút lông nè. Chiều cao cây này là 31. Cái tán ngang nó là cỡ 29. Rồi cây này giao lưu của bà con có giá là 320k. Rồi cây mã số 14 cũng là cây hồng ngọc mai. Để em đo thông số cho bà con nắm. Cây này có hoành gốc là cỡ gần 30. Cái thân nó là cỡ bằng đồng với bút lông. Chiều cao cây này là cỡ 27. Tán ngang nó là cỡ 31. Giao lưu bà con cây này có giá là 290k. Tiếp theo là một cây cũng là cây mã số 15. Cây phát triển rất là khỏe, được rất là xum xê. Rồi em xin báo thông số cho bà con nắm. Cây này cái hoành cỡ chỗ em đo là 27 phần rễ bà con. Cao cây này là cỡ 33. Tán ngang cái này là cũng cỡ 33.
thân là cỡ bằng đầu cây bút lông. Rồi cây mã số 15 giao lưu bà con với giá là 300k. Một cây mã số tiếp theo, mã số 16. Cây đã đưa vào dây bụng nước rồi bà con, về bà con đi chăm sóc thôi. Rồi em xin báo thông số cho bà con nắm. Cái phần rễ em đo khoai này là cỡ 26. Thân cái gì cỡ đầu có viết rồi bà con. Chiều cao cây này là cỡ 31. Tán ngang nó là 32. Rồi cây này giao lưu bà con giá là 290k. Được giao lưu bà con mã số 17. Rồi em đo số cho bà con nắm. Quành rễ cái này là 24. Quành thân của cái này là cỡ bằng bự hơn đầu với bút lông một tí. Chiều cao cây này là 36. Tán ngang cây này là cỡ 29. Rồi cây này giao lưu bà con với giá là 280k. Giao lưu bà con tiếp tục là một cây xanh trái mã số 18. Cây dáng bay rất là đẹp. Rồi em xin báo thông số cho bà con nắm. Chỗ em đo là cây này cỡ là 14. Để em đo khoảng thân trên đây cho bà con nắm khoảng này coi là nhiêu. Trên đây là cỡ 8 bà con. Cây này có cành bay là 39. Chiều cao cây này là cỡ 16. Bên em giao lưu bà con cây này có giá là 500k. Bên em bao ship. Cây đang ra tược rất là khỏe. Rồi tiếp tục cũng giao lưu bà con một cây mà tiếp theo. Cây dáng đổ rất là đẹp. Mã số 19. Cái co rất là đẹp, rất là hay quà bà con. Rồi em xin báo cái thông số cho bà con đấm. Cái phần em đo chỗ này là cây là cỡ 10, gần 19 bà con. Chỗ thân chỗ này là 10 bà con. Cái cành đổ nó là cỡ 30. Rồi cây 19 giao lưu bà con có giá là 550k. Bên em bao ship bao sống. Cây đã sống rất là khỏe rồi bà con. Về với chăm sóc thôi, sửa thôi. Rồi tiếp theo mã số 20. Cũng là một cây sâm trái dáng đổ. Cây ra tược rất là mạnh. Rồi em xin đo cái thông số cho bà con nắm. Cây này có chỗ em đo là cỡ 14 rồi con. Đo cái cành đổ xuống là khoảng gần 30. Cây giao lưu rồi con có giá là 550k. Rồi tiếp theo giao lưu bà con mã số 21. Cây dáng trực lắc rất là đẹp. Cây ra tượng rất là nhiều. Co rất là hài hòa. Rễ cũng đều nữa bà con. Rồi em xin đo thông số cho bà con nắm. Chỗ hoành em đo cái này là 19 rồi bà con. Để em đo hoàn thành đây coi nhiêu. Thân cái này cỡ gần 12. Chiều cao cây này là 25. Ngang gì nó cỡ 328. Giao lưu bà con cây này có giá là 650k. Cây rất là đẹp. Cây ra tượng rất là mạnh. Rồi tiếp tục giao lưu bà con. Cũng là một cây sam núi dáng trực lắc.
và số 22. Rồi em báo ôm số cho con nắm. Em đo có phần này, phần sát gốc rồi con. Phần gốc là cỡ 17 rồi con. Trên đây thì cái con này em đo bao nhiêu. Con đây cỡ 8. Chiều cao của nó là 36. Rồi giao lưu bà con cây này có giá là 480k. Rồi mã số tiếp theo, một cây trực lắc rất là đẹp. Rồi em xin đo thông số. Chỗ em đo là cần 19 đó bà con. Chiều cao cái này là cỡ 27. Để em đo cái phần thân như này cho bà con nắm là biết là cái thân cái này bao nhiêu. Chỗ em đo là 10 đó bà con. Rồi cái này giao lưu bà con có giá là 550k. Bên em bao ship toàn quốc. Tiếp tục là một cây, cũng là một cây dán trực lắc. Cây này có thể bà con có trồng đổ cũng được, cây rất dễ thấy, phá thế cũng được. Đổ mới bay thôi, cắm đầu xuống. Em xin báo thông số cho con nắm. Đo phần này của nó là, nó là cái này cần 19 đó bà con. 18 hơn. Để em đo phần trên đây thì nó cỡ 7 à. Chiều cao cái này là 24. Rồi cái cây này giao lưu với bà con giá là 500k. Tiếp tục giao lưu bà con mã số 25. Một cây một cốt hai thân. Thấy bà con một nhánh đổ, một nhánh giật lắc cũng được. Cây em đo có một số báo bà con. Cây này chỗ em đo gần 13. Chiều cao của cây này là cỡ 28. Tổng thể dàn ngang đó là cỡ 45. Rồi cây này em giao lưu bà con có giá là 500k. Rồi tiếp theo giao lưu bà con một cây dáng trực lắc rất là đẹp. Rất là hài hòa. Co rất là chuẩn. Mã số 26. Em xin báo cái thông số cho bà con nắm. Chỗ em đo cũng này là cây này cỡ hoành nó là gốc này cỡ 15 bà con. Hoành thân cây này trên đây là cỡ 10. Cây cao là cỡ 30. Tán ngang của nó là cỡ 26. Cây rất là đẹp. Dáng lắc rất đứt tự nhiên. Rồi cây này giao lưu bà con với giá là 600k. Giao lưu bà con cây mã số 27. Cũng là một cây hai thân. Rất là dáng rất là đẹp. Một thân gì trực lắc, một thân gì dáng bay. Rồi em xin báo thông số cho bà con nắm. Chỗ em đo cây này là 13 là bà con. Chiều cao cây này là 43. Ngang của nó là cỡ 37. Rồi giao lưu bà con có giá cây này là 550k. Mã số 28 là một cây sam song hinh lá chung. Cây dáng cũng trực lắc rất là đẹp. Để em đo một số báo cho bà con nắm. Chỗ em đo chỗ này là cây này hoành 30 bà con. Đo thông thân cho biết trên đây là bao nhiêu luôn. Rồi trên đây là hoành thân nó cỡ 15. Chiều cao cây này là cỡ 36. Rồi giao lưu bà con cây nó có giá là 480k. Bên em bao ship toàn quốc.
Rồi tiếp tục cũng là cây sam sông Hinh. Mã số 29. Rồi em xin đo cái thông số cho con nấm. Cây này hoành chỗ em đo là 29 nha bà con. Hoành thân chỗ này là 19. Cây có chiều cao là 42. Cây này bên em giao lưu bà con có giá là 500k. Rồi tiếp theo mã số cây 30. Cũng là cây sam sông Hinh. Rồi em xin báo thông số cho bà con nắm. Cây dáng trực lắc rất đẹp. Chỗ quanh em đo cây này có khoảng 29 bà con. Quanh thân cây này là cũng hơn 18 rồi 19. Chiều cao của cây này là 38. Rồi cái này em giao lưu bà con có giá là 520k. Tiếp theo mã số 31. Cây dáng cũng trực lắc rất là đẹp, rễ rất là nhiều. Để em đo cái thông số cho bà con nắm. Chỗ em đo cây này là hoành nó là gần 25. Hoành thân cây này để em đo khúc này coi sao. Hoành thân khúc này là gần 17. Chiều cao của nó là 30. Rồi cây giao lưu với bà con có giá là 520k. Tiếp theo mã số một cây dáng bay, mã số 32. Rồi em xin đo thông số cho con nấm. Rồi chỗ em đo cái này có mã số hoành nó là 32. Cái cành bay nó là cỡ 42. Còn thân cây này chỗ này em đo là cỡ 16 bà con. Rồi giao lưu bà con cây này có giá là 480k. Tiếp theo là số 33. Cây đế rất là bự bà con. Tại rễ còn rất là sâu chứ, bà con moi ra thêm. Rồi em xin báo thông số cho bà con nắm. Chỗ em đo cây này là hoành nó 27. Chiều cao cây này là 36. Cây này bên em giao lưu với bà con giá là 490k. Bên em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục giao luôn một con một cây dáng bay, mã số 34. Con rất là đẹp bà con. Rồi em xin báo thông số bà con nắm. Chỗ em đo là cây khoảng hoành nó là 20, gốc có phần 25. Cành bay cây này là cỡ 35. Rồi giao lưu bà con cây này có giá là 450k. Tiếp theo mã số 35. Một cây dáng trực lắc rất là đẹp. Để em báo thông số cho bà con. Rồi chỗ em đo cái này là hoành nữa cỡ 28 bà con. Quần thân nó là nhiêu? Quần thân nó là cỡ 19. Chiều cao cây này là cỡ 32. Cây mã số 35 giao lưu bà con với giá là 470k. Rồi mã số 36 cũng là cây dáng trực lắc rất là đẹp. Cò rất là đẹp. Rồi em xin báo thông số. Em đo phần này là cây là
Dưới em đo là 36 bà con. Còn của thân cái này là 18. Chiều cao của nó là 33. Rồi cái này giao lưu với bà con với giá là 490k. Rồi đây cũng là cây mã số cuối cùng, cây mã số 37. Em báo thông số cho con nắm. Cây này có hoành đó là 32. Hoành thân chỗ em đo cái này là cỡ 16 bà con. Chiều cao cây này là 31. Giao lưu bà con cây mã số cuối cùng là giá là 470k. Rồi, cảm ơn bà con cũng theo dõi clip em. Cuối lời cũng chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bà con.